Thưa quý vị, chiều nay ngày 31 tháng 8 tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết số 136 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Lương Tăng Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Khải đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương. Hội nghị đã công bố quyết định số 925 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 136 của Quốc hội. Hội nghị đã công bố quyết định số 925 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội. Nghị quyết 136/2024/QH15 của Quốc hội được ban hành vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, quy định về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường, ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố, thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng, đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin và truyền thông, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Điểm nổi bật trong các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội dành cho Đà Nẵng chính là việc cho phép thí điểm thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng Liên Chiểu. Cùng với đó là chính sách về thu hút phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo cũng là điểm nhấn quan trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, truyền thống lịch sử, cách mạng hào hùng của thành phố Đà Nẵng. Từ nay đến thời điểm hiệu lực của nghị quyết là ngày 1 tháng 1 năm 2025, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành Đà Nẵng phải quyết liệt vào cuộc, phối hợp hình thành cơ sở pháp lý, văn bản giấy tờ ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực. Ban chỉ đạo khẩn trương tổ chức phiên họp đầu tiên để phân công nhiệm vụ của các thành viên. Bộ máy rồi con người thế nào cho nó phù hợp, để nó đủ sức gánh vác cái nhiệm vụ, những cái cơ chế chính sách mà được Đảng Nhà nước ban hành. Rồi vấn đề thứ hai là phải tự tin, bản lĩnh, rồi tự lực tự cường sáng tạo để mà phát huy tối đa cái tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh này. Và cái thứ ba là cái cách huy động nguồn lực thế nào, về nguồn lực con người, về vật chất, về thể chế, rồi về cái quản trị như thế nào. Cùng với giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm, Thủ tướng khẳng định nghị quyết 136 không chỉ có Đà Nẵng làm mà các bộ ngành trung ương, địa phương phải phối hợp chặt chẽ để cùng Đà Nẵng làm. Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra soát những nhiệm vụ quy định trong nghị quyết 136. Từ một nước kém phát triển về nông nghiệp phải nhập khẩu lương thực, thì Việt Nam hiện nay đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông lâm thủy sản hàng đầu thế giới với tổng kim ngạch đạt trên 53 tỷ đô la Mỹ năm 2023, tiếp cận đến trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để đạt được kết quả đó thì có sự đóng góp không nhỏ từ việc xây dựng hệ thống sản xuất, thương hiệu cũng như là quản lý chất lượng nông lâm thủy sản. Trung bình mỗi tháng, cơ sở này đưa ra thị trường khoảng 80.000 gói bánh dừa nướng. Từng lát bánh được sản xuất ở đây là kết quả của sự liên kết các nguồn nguyên liệu như bột gạo, bột nếp, mè của Đà Nẵng, trái dừa từ xứ dừa Tam Quang ở Bình Định, đường của Quảng Ngãi để tạo nên sản phẩm và đưa ra thị trường. Sản phẩm mà là có rất nhiều người biết tới, gần như khách du lịch đi tới Đà Nẵng đều mua nó làm quà. Thì đâu đó chúng tôi cảm thấy có niềm tin và cũng rất tự hào với cái sản phẩm làm hoàn toàn từ cái nông sản Việt Nam như thế này. Còn với lĩnh vực thủy sản, hiện Việt Nam là quốc gia thuộc nhóm 1 của EU về an toàn thực phẩm, được phép xuất khẩu vào thị trường EU với 513 doanh nghiệp. Để đáp ứng các yêu cầu của EU và các tổ chức khác, công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến xuất khẩu thủy sản theo quy định của Việt Nam và yêu cầu của thị trường xuất nhập khẩu đã được quan tâm. Chế biến và phát triển thị trường thì cái này là cái mục tiêu cũng rất là phù hợp với lại doanh nghiệp, phù hợp với cái xu hướng phát triển của thị trường cũng như là của các doanh nghiệp, và nhất là hiện tại bây giờ thì thị trường mở rộng ra toàn cầu. Tư duy sản xuất nông nghiệp đang thay đổi liên tục, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Việt Nam đổi mới không ngừng để đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển của đất nước. Trong thời gian tới, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, phát huy truyền thống thành tựu của hệ thống, những người làm việc trong hệ thống NAFI sẽ cố gắng để hoàn thành xuất sắc
tầm nhìn định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác chất lượng nông lâm thủy sản. Nâng cao quản lý, bảo đảm chất lượng nguồn thực phẩm, nông sản Việt đang ngày càng mở rộng xuất khẩu, định danh trên toàn cầu. Số sản phẩm doanh nghiệp được xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu cao về an toàn thực phẩm ngày càng nhiều, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu gia tăng nhanh chóng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp có dấu hiệu không tuân thủ các quy định về thiết kế mỏ trong hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh. Văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác của các đơn vị đã được cấp phép khai thác cát sỏi lòng sông, đang sử dụng các thiết bị, phương tiện khai thác có công suất khai thác không phù hợp để lựa chọn thiết bị, phương tiện đúng theo hồ sơ thiết kế khai thác đã được thẩm định, phê duyệt, hoặc điều chỉnh công suất khai thác, chế biến khai thác, chế độ khai thác của mỏ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi trên các tuyến sông, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản. Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành dự án nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng thuộc dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2. Qua đó nâng công suất xử lý nước thải lên 469.000 mét khối một ngày đêm, quy mô lớn nhất cả nước. Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng tại huyện Bình Chánh thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 11.300 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản chiếm 87%, còn lại là nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. Dự án thi công từ năm 2015 đến nay đã hoàn thành với công suất xử lý nước thải 469.000 mét khối trên một ngày đêm, lớn nhất cả nước hiện nay. Cái hệ thống này vận hành đó thì toàn bộ cái nước thải sinh hoạt trong cái khu vực trung tâm thành phố với tổng diện tích là 3.000 hecta với khoảng 3,4 triệu dân sẽ được thu gom đưa về xử lý tại nhà máy này, không xả trực tiếp ra kênh, và như vậy thì cái sự ô nhiễm của dòng kênh tàu Bến Nghé sẽ được xử lý và màu xanh trên tuyến kênh này sẽ từng bước được khôi phục. Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng vận hành nâng tỷ lệ thu gom xử lý nước thải của thành phố Hồ Chí Minh từ 20,6% lên 40,8% và dự kiến đạt 71,3% vào năm 2015. Sau khi đưa nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc, Thị Nghè với công suất 480.000 mét khối trên một ngày vào hoạt động, đây là những bước cụ thể hóa hai nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện đến năm 2030, đó là thu gom, xử lý 100% lượng nước thải sinh hoạt tại 12 lưu vực thoát nước và thu gom xử lý bằng công nghệ đốt phát điện, tái chế 100% khối lượng rác thải trên địa bàn thành phố. Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là ngày lễ lớn của nhân dân cả nước, thế nhưng đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, thì ngày mùng 2 tháng 9 lại có một ý nghĩa to lớn, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Mông. Bởi với họ thì đây là cái Tết lớn nhất trong năm và là dịp để gặp gỡ, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa, thể thao, gặp gỡ, trao duyên tìm bạn đời. Trong chính giữa ngôi nhà, trên cùng khu vực thờ cúng tổ tiên, ông Gia cẩn thận treo di ảnh Bác Hồ cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những việc làm ấy không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, mà còn thể hiện sự biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Đến mùng 2 tháng 9 thì gia đình tôi treo cờ Tổ quốc và treo ảnh Bác Hồ. Nhờ có Đảng mà có Bác Hồ và nhân dân thì có độc lập tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay. Theo lời kể của những người cao tuổi, kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đồng bào Mông nơi đây đã coi đây là ngày Tết thứ hai của dân tộc mình. Đến nay đã trở thành ngày hội chung của đồng bào các dân tộc nơi đây và thu hút đông đảo du khách. Tết độc lập được tổ chức tại huyện Than Uyên từ rất lâu rồi. Có nghĩa là cứ đến ngày 2 tháng 9, đến tháng 9 và ngày 2 tháng 9 là bà con nhân dân, các dân tộc trên địa bàn huyện và một số huyện lân cận của tỉnh Yên Bái, tỉnh Sơn La, tỉnh Điện Biên, tỉnh Lào Cai tụ họp về huyện Than Uyên để vui chơi Tết độc lập, mang cái bản sắc văn hóa của mình để giao lưu giữa các dân tộc với nhau để bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa của các cái dân tộc trên địa bàn huyện.
Ngày Tết Độc Lập trên địa bàn huyện Than Uyên gắn với Ngày Hội Văn hóa Thể thao và Du lịch được duy trì tổ chức và trở thành một giá trị văn hóa truyền thống mang tính thương hiệu không chỉ đối với huyện Than Uyên mà còn cả tỉnh Lai Châu và vùng Tây Bắc. Từ thương hiệu truyền thống đón Tết Độc Lập, huyện Than Uyên đã đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch.